từ những cái khó khăn của chính mình trong những cái ngày đầu khởi nghiệp với Hoa Tươi á. Mình đã từng khóc, từng muốn bỏ cuộc rất là nhiều lần vì cứ loay hoay tự học cắm hoa, rồi cứ gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác cái lúc vận hành á. Sau khi mà chật vật với cái công việc kinh doanh hoa tươi của mình á, thì mình mới hiểu rằng là đầu tư cho chính mình là đầu tư có lợi nhất và hạn chế nhiều rủi ro nhất. Đó là cái lý do mà mình quyết tâm mình mở lớp cắm hoa, mở shop dành cho những cái bạn mới bắt đầu như mình hồi xưa. Để giúp các bạn tiếp thu tốt hơn thì mình kéo cái khoảng thời gian học ra để các bạn có đủ thời gian ngấm từng bài học. Để những cái bạn mà đam mê về hoa, họ có cái sự chuẩn bị tốt hơn trước khi mà họ mở shop. Thầy giáo thì sát cánh cùng học trò của mình để nhắc nhở từng cái lỗi nhỏ, rồi giúp các bạn chỉnh sửa từng cái cành bông. Và sau một buổi thực hành đó, thì thầy giáo sẽ góp ý và chia sẻ những cái kinh nghiệm khi áp dụng những cái bài học đó vào thực tế khi mở shop luôn. Ngoài cái chương trình học cắm hoa thì bên mình có các buổi học ngoài khóa. Mình chia sẻ các cái định hướng marketing trên Facebook, TikTok, rồi học cách tính giá bán, doanh thu, sản lượng hòa vốn, chia sẻ các cái loại chi phí trong một cái shop hoa mà không phải ai cũng biết để giúp các bạn có một cái sự chuẩn bị tốt hơn. Rồi cùng học cách tư vấn bán hàng, các cái kỹ thuật xử lý phản bác, các cái kỹ thuật chốt sale giúp bạn trở thành một chuyên gia trong mắt của khách hàng. Chúng ta còn học cách nhận đơn hàng, cách xây dựng cái quy trình làm việc sao cho cái công việc chúng ta vận hành trơn tru, rồi học cách giao hoa để ít rủi ro cho bạn và chuyên nghiệp hơn trong mắt của khách hàng. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cả cái cách đào tạo nhân sự hỗ trợ cho các bạn sau này nữa nha. Nếu bạn đam mê về hoa, mong muốn trở thành thợ cắm hoa hay muốn mở một cái shop hoa cho riêng mình thì hãy nhanh tay đăng ký khóa học của bên mình để học tất cả các điều trên và hạn chế được rủi ro khi mà kinh doanh. Hẹn gặp lại các bạn ở khóa học của mình nha.